Xin chào cả nhà, rất vui khi được gặp lại cả nhà. Hôm nay Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân lại tiếp tục gửi đến cả nhà một buổi livestream của số tiếp theo. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bệnh viện cùng với đội ngũ ekip của Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân để tiến hành ca phẫu thuật ngày hôm nay, đó là ca phẫu thuật nâng ngực nội soi. Vị khách hàng của viện ngày hôm nay 32 tuổi và đã sinh được hai con, và chị cũng đã chia sẻ là sau quá trình sinh con xong thì chị cảm thấy ngực của mình ngày càng nhỏ lại, lép không có độ săn chắc và thậm chí là nhăn nheo xấu xí, làm cho chị rất là mất tự tin khi diện những bộ trang phục mà mình yêu thích, và đó cũng là động lực để chị tiến tới với ca phẫu thuật ngày hôm nay. Và được một số bạn bè, người thân giới thiệu thì chị đã biết đến Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân, và chị cũng đã tìm hiểu và quyết định đến trực tiếp tại viện để gặp thạc sĩ, bác sĩ Trần Thiện Nhân, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, thăm khám và tư vấn cho mình. Và sau quá trình trao đổi cùng với bác sĩ thì chị đã lựa chọn cho mình là phương pháp nâng ngực nội soi để mong muốn là cải thiện lại vòng mồi cho mình. Và bây giờ không để cả nhà đợi lâu nữa, mời cả nhà cùng xem lại hình ảnh trước lúc mà chị khách hàng này tiến hành phẫu thuật. Mời hướng máy quay lại cận cảnh để xem hình ảnh của chị. Dạ vâng, đây là hình ảnh trước lúc chị tiến hành phẫu thuật. Với góc nhìn chính diện này thì cả nhà có thể nhìn thấy là vòng mồi của chị khá là khiêm tốn. Góc nhìn chính diện này có thể thấy ngực của chị rất là nhỏ và lép, hai bên bầu ngực không có khoảng bị xịch ra rất là nhiều. Còn với hướng nhìn nghiêng như thế này thì cả nhà cũng có thể thấy là ngực của chị phẳng, nhăn nheo, không hề có độ căng và hai bên bầu ngực không có sự đối xứng. Và đây là những hình ảnh trước lúc thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân đo đạc lại. Và túi ngực của vị khách này chọn là túi ngực 250cc. Và bây giờ thì không để cả nhà phải đợi lâu nữa, mời cả nhà theo hướng máy quay để xem quá trình của ekip Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân đang thực hiện công tác phẫu thuật nâng ngực nội soi này như thế nào. Dạ, xin mời cả nhà. Hiện tại thì bác sĩ cùng với ekip của Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân đang thực hiện bóc tách khoang ngực để chuẩn bị cho việc đưa túi ngực vào. Với phương pháp phẫu thuật nội soi này thì sẽ mang lại tính thẩm mỹ cao hơn cho khách hàng, thời gian hậu phẫu thì nhanh hơn và tất nhiên là sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Có thể thấy là bác sĩ cùng với ekip đang tiến hành nội soi để bóc tách khoang ngực và chuẩn bị cho việc đưa túi ngực vào bên trong. Với phương pháp này thì luôn mang cho khách hàng một độ thẩm mỹ cao, hậu phẫu nghỉ dưỡng thì rất là nhanh và đẹp. Thank you.
Với ca phẫu thuật này thì thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân luôn chọn cho khách hàng là phương pháp BB an toàn, để khi khách hàng tỉnh dậy thì không có cảm giác đau đớn hay khó chịu gì nhiều. Vòng một luôn là một biểu tượng đẹp, nữ tính và quyến rũ của người phụ nữ, và đó cũng là một điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp, cho nên là các quý chị em luôn dành cho vòng một của mình một sự quan tâm đặc biệt nhất. Với phương pháp BB an toàn này thì khi mà bác sĩ cùng với ekip thực hiện xong thì khách hàng của chúng ta sẽ thấy được kết quả ngay tức thì. Thời gian hậu phẫu thì rất là nhanh. Vòng một của các quý chị em nhiều khi cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như là di truyền, mang thai cho con bú, tăng cân, giảm cân. Những yếu tố đó tác động đến vòng một của các quý chị em thì sẽ khiến cho vòng một bị nhăn nheo, chảy xệ và mất tính thẩm mỹ. Cả nhà đang coi livestream này, nếu như có những câu hỏi thắc mắc gì thì mình cứ đặt câu hỏi bên dưới, em sẽ là người trực tiếp chuyển câu hỏi này tới thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân để bác trả lời và giải đáp thắc mắc ngay cho mọi người, hoặc là inbox trực tiếp qua fanpage Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân, hotline Zalo 0901 133 733, hoặc có thể đến trực tiếp tại viện, địa chỉ là số 2 trên sân bãi đối diện bệnh viện mắt đường Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng để được gặp thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, tư vấn và thăm khám cho mình. Với một vòng một đều đặn, đẹp, căng tròn là một ước muốn vô cùng lớn lao của các quý chị em. Nếu như những chị em đang coi livestream này có những nhu cầu muốn được cải thiện vòng một của mình thì hãy nhanh chân đến trực tiếp tại viện để được tư vấn và thăm khám miễn phí. Với phương pháp nâng ngực nội soi này thì về túi ngực luôn được đảm bảo độ vô trùng tuyệt đối vì đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và qua rất là nhiều lớp bảo vệ. Và buổi livestream này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Và chỉ trong một vài phút nữa thôi thì mời cả nhà cùng quay lại để xem kết quả của ekip Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân thu được cho ca nâng ngực nội soi này. Và xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.